Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Tin tưởng đồng chí Trần Hồng Minh trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm tiếp cận nhanh với công việc mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định, chăm lo tốt cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ông Trần Hồng Minh, dân tộc Kinh, sinh năm 1967 tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kỹ thuật, có hơn 35 năm công tác trưởng thành từ môi trường quân đội, qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy. Xin được chuyển sang thông tin khác. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết là theo kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế xã hội, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Từ ngày 20 tháng 9, các doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ trên địa bàn tỉnh được hoán đổi hoặc là bổ sung lao động. Doanh nghiệp phải đảm bảo không có trường hợp mắc COVID-19 trong 14 ngày trước khi thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung lao động. Công nhân được hoán đổi hoặc bổ sung vào doanh nghiệp phải ở khu vực vùng xanh, được tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày. Quá trình thực hiện, các doanh nghiệp phải phối hợp cùng địa phương nơi người lao động đi về nhằm đảm bảo an toàn, không phát sinh dịch bệnh. Từ ngày 20 tháng 9, Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục cấp phép mới cho các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Để duy trì chuỗi sản xuất, hơn 2 tháng qua, Đồng Nai cho phép hơn 1.100 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ với khoảng 140.000 lao động lưu trú tại công ty. Đến nay có hơn 60 doanh nghiệp, 3 tại chỗ ở Đồng Nai xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Công ty trực thăng miền Nam, binh đoàn 18 vừa điều động máy bay trực thăng Mi-17-1V đưa giáo viên, học sinh cùng hàng nghìn liều vaccine và trang thiết bị vật tư y tế từ sân bay Vũng Tàu ra huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo đó, chuyến bay chở 24 giáo viên và học sinh ra Côn Đảo để bảo đảm công tác dạy và học trong năm học mới theo đúng kế hoạch. Chuyến bay cũng chở theo hàng nghìn liều vaccine ngừa COVID-19, trang thiết bị vật tư y tế cho huyện Côn Đảo. Chuyến bay cũng kết hợp đưa 22 bệnh nhân từ Côn Đảo về đất liền điều trị. Trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trường Đại học Cần Thơ hiện có hơn 40.000 sinh viên đang theo học 98 chuyên ngành khác nhau. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, trường còn khoảng 1.200 sinh viên xa nhà đang bị kẹt lại ở ký túc xá và nhiều sinh viên ở các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhằm góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với các bạn sinh viên, mới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã trao quà hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em Trần Ngọc Tuyền, quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là sinh viên năm tư, chuyên ngành công nghệ thực phẩm khóa 4-6 của Trường Đại học Cần Thơ. Trước đây, chưa có dịch, mỗi tháng Tuyền đều về thăm nhà. Nhưng từ khi dịch bùng phát thì Tuyền ở đây đến giờ. Cuộc sống của Tuyền vì thế cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Em rất là trân quý tình cảm của các chú bộ đội đối với tụi em. Tại vì ngoài nhiệm vụ tham gia chống dịch, thì các lo cho mọi người dân, thì các chú tặng tụi em phần quà này rất là thiết thực để tụi em cải thiện được bữa ăn trong mùa dịch này. Trường Đại học Cần Thơ có 3 khu ký túc xá, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập cho gần 8.000 sinh viên. Trong đó, ký túc xá khu C đang được Ủy ban Nhân dân thành phố trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ký túc xá khu A hiện đang bị phong tỏa với trên 1.200 sinh viên do có liên quan đến 35 trường hợp nhiễm COVID-19. Đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã trao gần 1.200 xuất quà. Mỗi xuất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết, trị giá khoảng 250.000 đồng một suất. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng hỗ trợ hơn 3 tấn rau củ quả, góp phần chia sẻ, giúp các sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em ở trong đó nhưng mà các em vẫn học trực tuyến, thì đây có thể nói là những cái quà vô cùng có ý nghĩa, giúp cho các em được an tâm học tập, thể hiện một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp giữa Trường Đại học Cần Thơ và Quân khu 9. Các em sinh viên của Đại học Cần Thơ hầu hết là con em của nhân dân đồng bằng sông Long, trong đó có con em của lực lượng vũ trang, và hỗ trợ cho các em có điều kiện học hành cho
vượt qua cái mùa đại dịch này để các em thành công trên cái đường khởi nghiệp, cũng là góp phần vào cái công cuộc mà đào tạo cái nguồn nhân lực cho đất nước cũng như cho đồng bằng sông Cửu Long, một cái nhân tố hết sức quan trọng để góp phần phát triển đất nước nói chung cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Những món quà ý nghĩa kịp thời đã thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của lực lượng vũ trang quân khu 9 hướng đến các bạn sinh viên Cần Thơ nói riêng, người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung, với quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với Nguyễn Văn Quý, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tại phiên tòa, Quý đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Hội đồng xét xử tuyên phạt Quý 26 tháng tù giam về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp các hình phạt là 36 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, hồi 22 giờ ngày 10 tháng 6, tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu cạn Ina thuộc phường Kinh Bắc, Quý có hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, chửi bới, quay ngang xe gây mất trật tự công cộng. Sau đó, lực lượng công an đã tạm giữ Quý để điều tra xử lý. Đồng thời, khi Quý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đối tượng đã không thực hiện việc tự khai báo về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của mình. Ngày hôm nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường để bán cho người có nhu cầu. Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, qua quá trình theo dõi, Công an phát hiện 3 người trên địa bàn tỉnh làm giả giấy đi đường để bán. Bước đầu, Công an xác định những người này đã bán được 53 giấy đi đường, mỗi giấy có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây này. Theo kế hoạch, từng bước phục hồi kinh tế được áp dụng từ ngày 20 tháng 9, tỉnh Đồng Nai giao cơ quan công an hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Công an tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp cùng ngành chức năng cấp mã QR đối với xe đưa đón người lao động tại các doanh nghiệp, tiếp tục kiểm soát chặt tại các chốt kiểm tra phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh bùng phát, các trạm y tế lưu động tại Bình Dương đang ngày càng thể hiện được vai trò của mô hình trong công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân trong những ngày giãn cách. Thưa quý vị và các bạn, thì tại những cái điểm nóng trên tỉnh Bình Dương, thì những trạm y tế lưu động đang hỗ trợ và bổ trợ rất tốt cho những trạm y tế cố định, giúp cho những người dân trong địa bàn giãn cách và cách ly được thăm khám chữa bệnh một cách kịp thời. Thị xã Tân Uyên hiện là một trong những điểm nóng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Tại trạm y tế lưu động nằm ở khu phố 4, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, các bác sĩ trung bình đều nhận được từ 30 đến 50 cuộc gọi điện thoại cấp cứu hàng ngày. Số điện thoại của y bác sĩ trong các trạm y tế lưu động được công khai tại các trang mạng của xã phường để người dân gọi điện bất kỳ khi nào họ cần. Trạm y tế lưu động như thế này thì bản thân tôi cũng thấy yên tâm, có bệnh gì thì cũng... được đoàn lao động hỗ trợ nhiệt tình. Đối với những trường hợp F0 mà tại nhà không có triệu chứng quản lý thì người ta bất kể lúc nào người ta cần tư vấn để nhờ sự hỗ trợ bên y tế của trạm y tế lưu động, hoặc là những trường hợp chuyển biến từ nhẹ đến vừa hoặc là không triệu chứng đến vừa thì ngay lập tức cái trạm y tế lưu động sẽ cử nhân lực đến để hỗ trợ. Tỉnh Bình Dương hiện có 27 trạm chủ chốt, mỗi địa phương sẽ có thêm nhiều các trạm nhỏ. Mỗi trạm y tế lưu động ở các địa phương có từ 7 đến 10 nhân sự, được trang bị các thiết bị y tế thiết yếu như xe cứu thương lưu động, 4 đến 6 bình oxy, 5 máy tạo oxy, thuốc kháng đông, hàng trăm túi thuốc an sinh. Trạm y tế lưu động triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, kết nối chăm sóc, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, xét nghiệm, trực tiếp chăm sóc người dân bị bệnh tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong. Hiện tại thì tất cả các phường xã trong toàn tỉnh đã gấp rút thành lập các trạm y tế lưu động và nó sẽ tăng lên trong thời gian sớm nhất trong một vài ngày tới thì đúng theo tiêu chuẩn của tỉnh đã đề ra. Đó là những xã phường vùng xanh là có ít nhất một trạm y tế lưu động, từ 1 tới 2 trạm y tế lưu động, và những cái xã phường vùng đỏ thì từ 1 tới 3 trạm y tế lưu động thì chúng tôi đã thành lập và đã ra rất nhiều những cái văn bản hướng dẫn về cái chức năng nhiệm vụ của trạm y tế lưu động trong cái lúc mà chúng ta thực hiện cái giãn cách xã hội. Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 166.075 ca mắc COVID-19,
1.503 bệnh nhân tử vong. Từ ngày 15 tháng 9, tỉnh Bình Dương đã đưa ra kế hoạch triển khai lộ trình phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Với chủ trương sống chung với dịch, việc thành lập các trạm y tế lưu động là phù hợp với tình hình mới hiện nay. Tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng điều phối quốc tế chương trình Con người và sinh quyền diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 9 tại Abuja, Nigeria, hai khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa và Cao nguyên Con Hà Nừng của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận là nơi hội tụ cả ba không gian rừng, biển và bán sa mạc, gồm nhiều hệ sinh thái phong phú đa dạng với diện tích trên 106.000 ha, trong đó vùng lõi có diện tích trên 16.400 ha. Khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa thực hiện ba chức năng, gồm bảo tồn, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và văn hóa. Hệ sinh thái rừng ở khu vực dự trữ sinh quyền Núi Chúa có giá trị đặc biệt vì thuộc vùng sinh thái Trường Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng toàn cầu và được lựa chọn là một trong những vùng ưu tiên bảo tồn cao nhất của tất cả các kiểu sinh cảnh chính trên trái đất. Theo khảo sát mới nhất của khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa, hiện có 1.511 loài thực vật, trong đó có 54 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Hệ động vật cũng đa dạng với 765 loài được biết đến, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Nhiều loài đang được ưu tiên bảo tồn như gấu ngựa, gấu chó beo lửa, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, sơn dương, nai, gà tiền mặt đỏ, rùa núi vàng. Đặc biệt, khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa có quần thể vọc trà vá chân đen quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam đang được bảo tồn phát triển. Ngoài ra, vùng biển của khu dự trữ sinh quyền Núi Chúa còn có dạn san hô rất phong phú với 350 loài. Trong đó có 307 loài san hô cứng tạo dạng thuộc 59 giống 15 họ, đặc biệt có 46 loài san hô mới được ghi nhận và phân loại tại Việt Nam. Đây còn là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản hàng năm được bảo vệ nghiêm ngặt. Tới đây, bản tin thời sự 17 giờ của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin thời sự 18 giờ.